Sứ mệnh của Phoenix là cung cấp công cụ, phổ biến các tiêu chuẩn mới và tạo môi trường tích cực giúp người học nâng cao năng lực học trực tuyến công nghệ thông tin, từ đó nhanh chóng và tự tin ứng tuyển vào các vị trí trong thị trường lao động ngành công nghệ thông tin sôi động, công bằng và tiến bộ, không ngừng nỗ lực nâng cao khả năng chuyên môn và tay nghề, tiến tới các vị trí công việc tốt hơn, đạt các bằng cấp và chứng chỉ được công nhận trong nước và quốc tế. Tham gia cộng đồng nghề nghiệp công nghệ thông tin như một thành viên có trách nhiệm, trở thành thành viên có giá trị của các dự án chuyên môn công nghệ thông tin, hình thành tư duy, thói quen và hành vi tìm tòi công nghệ, ứng dụng công nghệ vào cải thiện chất lượng cuộc sống và công việc. Để thực hiện hóa được sứ mệnh đó, Phoenix Way, cách học mới tại Phoenix dẫn bạn nhanh đến với đích nghề nghiệp trong ngành công nghệ thông tin khi được tự học với lộ trình đã được nghiên cứu và thiết kế phù hợp với từng mục tiêu, học cùng cộng đồng chuyên gia công nghệ, lập trình viên lớn nhất Việt Nam. Phoenix Way là một phương pháp luận dạy và học online kiểu mới, một mô hình mới được hình thành nhờ công nghệ thông tin và kết nối cộng đồng. Phoenix Way là tổng hòa của việc sử dụng học liệu có sẵn trên mạng, tính kết nối chia sẻ với cộng đồng nghề và hỗ trợ học viên từ xa để bảo đảm chất lượng học tập, khả năng duy trì động lực cũng như thiết lập được mức học phí phù hợp với số đông. Phoenix Way khuyến khích học viên hỏi liên tục, giúp cho học viên có được sự tự chủ khi tiếp cận chuyên gia, nắm bắt cơ hội công việc, thời gian và tiến độ học. Phoenix Way được phát triển trên 15 nguyên lý của giáo sư Richard Muller thuộc Đại học Berkeley, Mỹ, với tham vọng cung cấp một chương trình đào tạo chất lượng Mỹ và chi phí Việt Nam. Phoenix Way đã được công nhận bởi các công ty công nghệ thông tin hàng đầu Việt Nam như FPT, Tinh Vân, Momo, Tiki và các trường đại học như Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Thăng Long, Đại học Công nghệ Hồ Chí Minh. Tự học trực tuyến 100%. Học viên tự học mọi lúc, mọi nơi, mọi cách. Học viên không cần phải tới trường, tự chủ về thời gian, không gian và tiến trình học. Khai thác hệ thống học liệu MOOC chất lượng. Nguồn học liệu MOOC gồm những bài giảng, những nghiên cứu chất lượng của các chuyên gia hàng đầu thế giới, được Phoenix chọn lọc, sâu chuỗi sắp xếp và các nhà tuyển dụng xác nhận về tính ứng dụng, độ cập nhật. Kết nối sâu với mentor. Học viên được kết nối 1-1 với mentor, những chuyên gia, kỹ sư nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ. Trong quá trình học hay làm bài tập, mỗi khi gặp khó khăn, học viên đều có thể kết nối miễn phí 1-1 với mentor công nghệ thông qua tổng đài mentoring để tìm kiếm trợ giúp 24/7. Việc được kết nối, hướng dẫn bởi những đàn anh, đàn chị trong nghề là cơ hội vô cùng ý nghĩa đối với những ai mới học và đi làm trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Trợ lý học tập 24/7. Cùng với mentor, Hana là người bạn đồng hành và hỗ trợ học viên xác định lộ trình học tập, duy trì tiến độ và cảm hứng học tập. Hòa mình vào cộng đồng. Học viên được tham gia cộng đồng gồm chuyên gia, nhà tuyển dụng để học hỏi, cập nhật xu hướng, tiếp cận cơ hội việc làm, tham gia vào các dự án công nghệ phục vụ cộng đồng. Tại Phoenix, mô hình học trực tuyến Phoenix Way đang chứng minh tính hiệu quả vượt trội về nhiều mặt so với mô hình truyền thống. Học với phương pháp Phoenix Way, người học tự chủ về thời gian, không gian và tiến trình học.